Hương Trà đẩy nhanh tái định cư cho người dân ảnh hưởng bởi dạng cam lộ La Sơn. Những hoạt động hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão số 5 đã được mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội, các mạnh thường quân tổ chức. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, mùa trung thu năm nay người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu hơn so với mọi năm. Vừa rồi là những thông tin chính trong chương trình sáng nay thứ bảy ngày 25 tháng 9. Kính chào và cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Phú Lộc cần chọn các mũi đột phá chiến lược xây dựng huyện thành trung tâm kinh tế của tỉnh ở phía Nam. Đây là một trong những yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với huyện Phú Lộc về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Cùng tham dự còn có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Báo cáo của Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc cho biết, năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ dịch COVID-19, nhưng các ban ngành địa phương thuộc huyện đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện bằng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể và triển khai ngay từ đầu năm để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, một số lĩnh vực được xem là thế mạnh của huyện bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, trong đó đáng chú ý là lĩnh vực dịch vụ do lượng khách giảm sâu nên doanh thu chỉ đạt hơn 50% kế hoạch. Các ngành dịch vụ khác như vận tải chỉ đạt 90%, một số chỉ tiêu không đạt như thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, tổng đầu tư toàn xã hội. Mục tiêu đặt ra của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của Phú Lộc là tiếp tục thực hiện xây dựng thành trung tâm kinh tế của tỉnh, phát triển nhanh và bền vững theo mô hình kinh tế dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, đưa ngành du lịch thực sự trở thành mũi nhọn, ưu tiên phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao, phát triển nông nghiệp toàn diện, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất hiệu quả, xây dựng nền kinh tế của huyện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương và đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực và những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của huyện Phú Lộc trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch COVID-19 khi Phú Lộc nằm sát địa phương có dịch là thành phố Đà Nẵng. Mặc dù chịu tác động của dịch bệnh, nhưng Phú Lộc đã tập trung khắc phục để phát triển kinh tế xã hội. Một số chỉ tiêu đạt khá. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế tại địa phương như công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm so với yêu cầu sản xuất, năng lấn chiếm đất rừng chưa được xử lý dứt điểm, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo vẫn còn nhiều bất cập. Về phương hướng các nhiệm vụ cụ thể cho phát triển kinh tế xã hội của Phú Lộc trong thời gian tới, Chủ tịch Phan Ngọc Thọ yêu cầu huyện tập trung vào 5 chương trình kinh tế xã hội trọng điểm đã đề ra. Trong đó, cần tận dụng tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển dịch vụ du lịch, phát triển lĩnh vực dịch vụ theo hướng đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng, tạo bước đột phá để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Xây dựng khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương thành trung tâm du lịch tổng hợp chất lượng cao, đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế. Phát triển đa dạng các loại hình du lịch, sinh thái, văn hóa lịch sử, di sản lễ hội, gắn phát triển du lịch với bảo vệ cảnh quan môi trường, hệ sinh thái động thực vật, hệ sinh thái đầm Cầu Hai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Phú Lộc cần chuẩn bị tốt các điều kiện về mặt bằng, hạ tầng, nguồn nhân lực để đón đầu các nhà đầu tư và đầu tư trên địa bàn sau khi hết dịch, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh doanh. Huyện Phú Lộc phải bám sát mục tiêu tiếp tục thực hiện xây dựng huyện thành trung tâm kinh tế của tỉnh, phát triển nhanh và bền vững theo mô hình kinh tế dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp. Sáng qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng trong 9 tháng đầu năm 2020. Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Phong Điền Võ Văn Vui cho biết, từ đầu năm đến nay, Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện đã tập trung lãnh chỉ đạo để thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội dự ước hết năm 2020 có 15 trên 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 2 chỉ tiêu khả năng không đạt so với kế hoạch là thu ngân sách và tổng sản lượng lương thực. Đến cuối năm 2020, toàn huyện có 11 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến năm 2023, huyện có 15 trên 15 xã đạt chuẩn và huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giải pháp để xây dựng huyện Phong Điền trở thành thị xã, góp phần xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó, huyện đã tập trung các nguồn lực để đầu tư hạ tầng khu trung tâm các xã dự kiến lên phường, để nhanh tiến độ để phân loại đô thị, đề án sáp nhập các xã. Về công tác xây dựng Đảng, trong thời gian qua, Đảng bộ huyện Phong Điền đã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,
Sau đại hội đảng bộ các xã, thị trấn và đại hội đảng bộ huyện lần thứ 14, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền đã tập trung kiện toàn tổ chức và công tác nhân sự. Thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, quy chế làm việc của Ban chấp hành đảng bộ huyện, quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra huyện ủy. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn ghi nhận và đánh giá cao Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở và đại hội đảng bộ huyện lần thứ 14, cũng như tập trung phát triển kinh tế xã hội của địa phương gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả. Trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn đề nghị Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 5. Cùng với đó, xây dựng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Về xây dựng huyện Phong Điền trở thành thị xã theo tinh thần nghị quyết 54 NQTU của Bộ Chính trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn yêu cầu Đảng bộ huyện cần phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn cho những việc trọng tâm trọng điểm để thực hiện, tranh thủ phát huy nội lực, thu hút ngoại lực để tạo bước đột phá, sớm xây dựng Phong Điền trở thành thị xã. Thị ủy Hương Thủy tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 2 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2020. 9 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội gặp một số khó khăn. Giá trị sản xuất ước thực hiện 16.645 tỷ đồng, đạt 55,4% kế hoạch, giảm 6,7%. Thu ngân sách nhà nước đạt 628 tỷ đồng, bằng 94,2% dự toán. Các lĩnh vực tài nguyên môi trường, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, quy hoạch, chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, nhất là các công trình dự án trọng điểm. 3 tháng cuối năm, Hương Thủy đề ra mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình theo đúng kế hoạch, tăng cường phối hợp trong công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư dự án cao tốc Cam lộ La Sơn. Hội nghị cũng đã thông qua các chương trình thực hiện nhiệm vụ của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa 16, quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị, dự án cao tốc Cam lộ La Sơn là dự án trọng điểm quốc gia. Để đảm bảo tiến độ thi công thì công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư là điều kiện tiên quyết. Hiện nay, chính quyền các địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh việc hoàn thiện các khu tái định cư và vận động người dân xây dựng nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên tại địa bàn thị xã Hương Trà, nơi có 25 km cao tốc đi qua. Khu tái định cư thuộc phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, những ngày này như một công trường rộng lớn. Không khí làm việc, thi công diễn ra khẩn trương ở khắp nơi. Với diện tích 1,77 hectare, đây là nơi bố trí tái định cư cho 27 hộ dân trong diện di dời thuộc dự án cao tốc Cam lộ La Sơn. Với tổng mức đầu tư hơn 12 tỷ đồng, khu tái định cư được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, gồm đường giao thông thảm bê tông nhựa, vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước và hệ thống điện chiếu sáng. Gia đình ông Phan Bá Túc, một trong những hộ dân thuộc diện di dời của dự án, rất phấn khởi khi việc xây dựng nhà tại khu tái định cư này sắp hoàn thành. Bản thân ở trong một cái hộ là coi như về vườn cái đường cao tốc Bắc Nam, thì khi mà nhà nước quan tâm đến có khu tái định cư thì bản thân thì cũng là hài lòng. Và về cái khu tái định cư này thì khang trang và nó mát mẻ hơn, thì để mà đẩy nhanh cái tiến độ, mà bản thân cũng là cố gắng đẩy nhanh cái tiến độ thi công để mà xây dựng cái công trình, để mà bàn giao cái mặt bằng cho bên thi công để mà đúng đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Nhận biết rằng đây là dự án của tầm quốc gia, trong cái quá trình để triển khai cái tiến độ thi công thì Ủy ban phường cũng đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn giúp cho các hộ dân về vấn đề là các bản vẽ thiết kế, và đồng thời cũng vận động nhân dân chủ động nguồn vốn tiền của và vận động dân tìm thợ để đẩy nhanh cái tiến độ thi công. Thì hiện nay trên cái khu tái định cư này đã được giao cho 13 hộ và một đình làng, thì như vậy là 11 hộ đã tiến hành khởi công xây dựng và phấn đấu cũng hoàn thành trong tuần chín này, thì bàn giao một cái mặt bằng sạch để cho đơn vị thi công đảm bảo tiến độ thi công trên địa bàn của phường. Xác định đây là công trình trọng điểm quốc gia và của tỉnh, nên việc đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình là hai yếu tố quan trọng. Từ nhiều tháng nay, đơn vị thi công đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện máy móc, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình. Hiện nay thì đơn vị chúng tôi đã tiến hành thi công một số hạng mục công việc, trong đó là chú trọng đặc biệt phần hạ tầng kỹ thuật sang nền để cho bà con
vào thi công thì đến nay thì cơ bản là khối lượng cũng đạt hơn 2/3. Phần sân nền đã thi công xong, phần cấp điện, cấp nước và phần đường giao thông thì đã hoàn thành. Hiện nay đơn vị chúng tôi đang tiến hành đẩy nhanh tiến độ để cố gắng đảm bảo cho bà con thảm phần mặt đường và cái lề đường để cho bà con thuận tiện trong quá trình đi lại và đảm bảo công trình đúng tiến độ, chất lượng trước mùa mưa bão. Dự án đường bộ cao tốc Cam lộ La Sơn đoạn qua thị xã Hương Trà có chiều dài gần 25 km, ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của 7 phường xã với diện tích bị ảnh hưởng khoảng 139 ha. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt xây dựng 4 khu tái định cư để bố trí cho 52 hộ dân trong diện giải tỏa với tổng kinh phí phê duyệt hơn 20 tỷ đồng. Để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng đề ra, thời gian qua, cấp ủy chính quyền các cấp từ thị xã đến các địa phương vừa đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của cả khu tái định cư, đồng thời thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Trên địa bàn thị xã Hương Trà, cả tuyến đường cao tốc và tuyến đường Trà Tránh đấy là cả hệ có tổng chiều dài 25 cây số. Thì đến nay chúng tôi đã giải phóng mặt bằng được 24,5 cây số trên 25 cây số và đã bằng chỉ còn lại 500 mét nữa chưa bằng giao được mặt bằng. Tất cả cây cối, hoa màu thì chúng tôi đã vận động người dân thu hoạch và bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để thi công đường cao tốc. Còn về cả khu tái định cư thì hiện nay trên địa bàn thị xã Hương Trà cả hệ là có 4 khu tái định cư. Thì tất cả các khu tái định cư này thì về mặt cơ bản là đã hoàn thành, có 2 khu hoàn thành 100% và còn 2 khu là hoàn thành khoảng 80 đến 90%. Thì chúng tôi đang tiếp tục đơn vị thi công để hoàn chỉnh các khu tái định cư. Cao tốc Bắc Nam được đánh giá là một trong 4 tuyến giao thông huyết mạch dọc theo đất nước. Tiến độ của dự án Cam lộ La Sơn, đoạn đầu tiên trong số 11 dự án thành phần của cao tốc này sẽ tác động rất lớn đến các dự án còn lại. Vì vậy, sự nỗ lực của các địa phương, đơn vị và sự chung sức của các hộ dân có ý nghĩa rất quan trọng. Tuyến cao tốc sớm hoàn thành cũng sẽ góp phần khơi dậy tiềm năng kinh tế chưa được khai thác tại vùng đất phía Tây, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa giữa các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác, chiều qua tại Đại học Sư phạm Huế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã tham dự và trao học bổng Ballet năm 2020 cho các học sinh sinh viên xuất sắc trên địa bàn. Những học sinh sinh viên được nhận học bổng Ballet năm nay là các em đã đạt giải cao trong các kỳ thi Olympic quốc tế, kỳ thi quốc gia, thủ khoa các trường đại học và học sinh xuất sắc của các trường trung học phổ thông ở các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Năm nay, thông qua xét chọn của các trường trung học phổ thông, đại học trên địa bàn toàn tỉnh, học bổng Ballet đã trao 220 suất học bổng cho các học sinh, sinh viên xuất sắc, tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Trong đó, học bổng dành cho các em học sinh trị giá 11 triệu đồng một suất và sinh viên là 19 triệu đồng một suất. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ bày tỏ sự tri ân đến các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là giáo sư Odon Ballet đã cung cấp duy trì học bổng Ballet cho Thừa Thiên Huế. Lãnh đạo tỉnh cũng dành lời động viên chúc mừng đến các em học sinh, sinh viên nhận được học bổng trong dịp này, đồng thời mong muốn mỗi một cá nhân phải không ngừng nỗ lực, phấn đấu và rèn luyện bản thân. Đó là cách để các em học sinh, sinh viên bày tỏ lòng hiểu nghĩa đối với cha mẹ, thầy cô, đồng thời là sự thể hiện tình cảm và trách nhiệm của mình đối với quê hương, mảnh đất Thừa Thiên Huế nổi tiếng với truyền thống hiếu học. Tính từ năm 2001 đến nay, 42.000 suất học bổng Ballet với giá trị trên dưới 250 tỷ đồng đã được trao nhằm giúp đỡ học sinh, sinh viên Việt Nam trong nghiên cứu và học tập. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo Mặt trận thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình bị sập nhà do bão số 5 tại phường Thủy Lương và thị trấn Thuận An. Cụ thể, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên hai gia đình có nhà bị sập trong trận bão số 5 vừa qua là gia đình ông Hoàng Văn Hùng ở tổ 2, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy và gia đình hộ ông Hồ Lợi ở thôn Dương Trường, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến đã chia sẻ về những khó khăn của các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, đồng thời trao tặng mỗi gia đình 6 triệu đồng với mong muốn góp sức để các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương khẩn trương rà soát các đối tượng bị ảnh hưởng do bão số 5, ưu tiên hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn để đời sống của người dân sớm được trở lại bình thường. Nhằm hỗ trợ kịp thời các hộ gia đình bị thiệt hại sau bão số 5, Hội Chữ thập đỏ các phường, các tổ chức chính trị xã hội đã có nhiều hoạt động thiết thực.
Trong hai ngày 24 và 25 tháng 9, Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế đã tổ chức trao 50 thùng dụng cụ gia đình, mỗi thùng trị giá 636.000 đồng với tổng trị giá 31 triệu 800.000 đồng và cho người dân bị thiệt hại do bão số 5 tại hai phường Hương Long và Thủy Xuân. Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế cũng đã tiến hành trao 20 bộ dụng cụ sửa nhà và 40 tấm bạc với tổng giá trị hơn 17 triệu đồng tại phường Hương Long và phường Vị Dạ. Trong đợt này, hội đã hỗ trợ khẩn cấp cho 18 trường hợp bị thương do bão và 1 trường hợp tử vong trên địa bàn thành phố Huế. Tổng giá trị cứu trợ đợt này là trên 79 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Vang đã trao cứu trợ khẩn cấp cho 95 hộ có nhà bị tốc mái do ảnh hưởng cơn bão số 5 ở xã Phú Diên, 35 hộ, Phú Hải, 10 hộ, Minh Xuân, 5 hộ, thị trấn Thuận An, 45 hộ, gồm cả công cụ sửa chữa nhà và bạc che máy, các dụng cụ gia đình trị giá khoảng 50 triệu đồng. Hiện nay, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Vang tiếp tục khảo sát các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ về cơ sở vật chất và tiền mặt để giúp các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Với tinh thần tương thân tương ái, lạ lanh đùm lạ rách, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại số 1 Đoàn Luyến đã hỗ trợ 800 tấm lợp fibro xi măng với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng để người dân lợp lại nhà, sớm ổn định cuộc sống. Sáng cùng ngày, Công đoàn Công an tỉnh phối hợp với Diễn đàn Carava Việt Nam đã đến thăm tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học Thủy Châu, thị xã Hương Thủy. Theo đó, các đơn vị đã trao 20 chiếc xe đạp, 20 phần tập sách, vở, bút với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Tết Trung Thu. Đây cũng là dịp để mọi người bày tỏ tình cảm, lòng tri ân đến bạn bè, đối tác, người thân bằng những món quà ý nghĩa, bằng những chiếc bánh ấm áp yêu thương. Tuy nhiên, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn như hiện nay, người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu so với mọi năm. Nếu như mỗi năm, chị Vũ Thị Ngọc Ánh mua bánh Trung Thu tặng cho rất nhiều người thân, bạn bè, đối tác dịp này. Nhưng năm nay, với nhiều khó khăn thắt chặt chi tiêu, nên chị đã gói gọn phân quà đến phạm vi có thể. Thắt chặt cái phần chi phần quà biếu cho tất cả mọi khách hàng của mình. Khách hàng nào có chiến lược quan trọng thì mình sẽ có thôi. Còn những cái khách hàng nào mà ấy thì mình sẽ cắt giảm bớt. Cùng giống như chị Ánh, anh Dương Bảo Khánh mỗi năm chọn cho con trai của mình món quà đắt tiền và chọn địa điểm vui chơi Trung Thu tốt nhất cho con. Nhưng năm nay, anh cũng thắt chặt hơn phần quà dành cho con. Ai là khó khăn hơn, cho nên năm nay cũng phải thắt chặt chi tiêu bớt cho, thế nên là cũng chỉ dám mua cái nhỏ nhỏ xíu xíu hơn cho các cháu thôi, và cũng có thể là bớt đưa các cháu đi chơi hơn. Do hành vi tiêu dùng mùa Trung Thu năm nay khá đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh, nên tốc độ kinh doanh các mặt hàng mùa Trung Thu cũng chậm hơn so với mọi năm. Theo các chủ cửa hàng, mùa Trung Thu năm nay, mặt hàng quà tặng dành cho trẻ nhỏ mùa Trung Thu giảm đi 70-80%. Trong thực tế, cháu nhìn cháu biết đấy, rất là vắng, Trung Thu đến gần mà chẳng có khách khứa gì cả. Nói chung nó ảnh hưởng rất là nhiều. Mặc dù là hàng tốt, chất lượng cao, giá thì coi như là tuyệt vời luôn, nhưng mà không có khách. Tương tự, thị trường Đài Nông cũng khá trầm lắng. Phố hàng mã rực rỡ sắc màu, nhưng người đi xem là chính. Mặt hàng bánh Trung Thu cũng không nằm ngoài quy luật đó. Nhu cầu người dân tiêu dùng mùa Trung Thu thay đổi, doanh số bán ra cũng thấp hơn nhiều so với mọi năm. Nếu những mùa Trung Thu trước, dễ dàng nhận thấy cả quầy bánh của hàng chục thương hiệu trong nước mọc lên khắp các trung tâm thương mại, siêu thị, đường phố, góc ngã tư tại Hà Nội. Nhưng năm nay không bày bán rầm rộ. Cũng có chiết khấu và tặng, có quà tặng cho khách, nhưng mà cũng không được đông cho lắm ạ. Lượng khách giảm đi rất nhiều ạ. Cũng không có người đi qua lại nhiều ạ. Nên là lượng bánh bọn em bán ra thì cũng rất là ít ạ. Trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn và thắt chặt chi tiêu, người tiêu dùng thành thị đang có xu hướng mua sắm gọn nhẹ và tiết kiệm trong mùa Trung Thu này. Lại tiếp tục xảy ra cháy rừng trên địa bàn thị xã Hương Trà. Cụ thể, vào khoảng 13 giờ chiều ngày 25 tháng 9, tại đồi cọp này, phường Hương An đã bùng phát một đám cháy rừng thông. Ngay khi phát hiện đám cháy, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức huy động toàn bộ lực lượng hơn 50 cán bộ kiểm lâm của văn phòng chi cục, đội kiểm lâm phòng cháy chữa cháy số 1, hạt kiểm lâm Hương Trà, kết hợp với các lực lượng địa phương và người dân kịp thời tiếp cận hiện trường. Dù địa hình đồi núi phức tạp, xe chữa cháy không để được, thời tiết nắng nóng, gió lớn, nhưng bằng các dụng cụ chữa cháy chuyên dụng và sự cơ động tích cực của các lực lượng tham gia, đám cháy nhanh chóng được khống chế, không để lan rộng. Đến 15 giờ thì đám cháy đã hoàn toàn được dập tắt, diện tích thiệt hại ước tính khoảng 2 hecta. Hiện tại, Chi cục Kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền địa phương điều tra xác định nguyên nhân gây cháy để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Sáng qua, Tòa Nhân dân huyện Nam Đông tổ chức xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự vận chuyển lâm sản trái phép. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, vào khoảng 17 giờ ngày 4 tháng 3 năm 2020, anh Trần Đăng Đà gọi điện thoại cho bà Hồ Thị Hoa, sinh năm 1974, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, thuê chở gỗ từ xã Thường Long về xã Hương Xuân với giá 1 triệu đồng. Bà Hồ Thị Hoa đồng ý. Sau đó, ông Hứa Thảo, chồng bà Hoa điều khiển xe ô tô tải vận chuyển gỗ theo thỏa thuận. Sau khi bốc gỗ xong, thì Hứa Thảo điều khiển xe ô tô tải chở 6 phát gỗ về nhà của ông Phan Viễn Mỹ ở tại thôn Phú Thuận, xã Hương Xuân. Trong lúc đang khiêng gỗ vào nhà ông Phan Viễn Mỹ, thì công an huyện Nam Đông phát hiện bắt giữ. Hứa Thảo không xuất trình được thủ tục và các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của 6 phát gỗ nói trên. Tại cơ quan công an huyện, Hứa Thảo đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tòa Nhân dân huyện Nam Đông tuyên bố bị cáo Hứa Thảo phạm tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, xử phạt 9 tháng tù, thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. Phần cuối là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Do ảnh hưởng rìa nam không khí lạnh có cường độ suy yếu nên ở Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, thấp nhất từ 24 đến 25 độ, độ ẩm phổ biến ở mức từ 76 đến 80%. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.